ប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំសកម្មការីរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីចុះប្រកួតទាំងក្នុងដែលជាក្នុងទីលើកទី 200 19នឹងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសម្តេចជាទេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបណ្ឌនីហ៊ុនសែនតាមរយៈឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាជួនគ្រូសាអតីតយុទ្ធជនពេលីដែលរស់នៅភូមិអិនតេកូម៉ាឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ 2022លោកស្រីសាងយឿនអាយុ 59ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉
ông gặp phía con phố tôi lên đập phí hơi bàn phía lý chí vật. Nạn phía đại phở dốt nơi xa mòn phùm. Thật nơi khăn nông phùm ô bố khai phía bởi hìa khăn nông nam mùi phân phùm rồi chật dập phạm bùi. Đói ca mơ khơn phía 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 nâng phùm miên đặt đập phía 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 sang song tiệt mấy. Ở ban xong rộm tơ phần nạng cam ca xa mà công tay tạo dân chuyên Campuchia khai cầm phùng thông. Có ban xong rách sang song tiết chun. Đã chỉ khăn nông tiết lược tì phía rồi nập phẩm bùn. Nâng chi âm nói rồi bỏ xâm đại trả kiệm hạ xâm đại trả kiệm hồn sáng, nâng xâm đại trả kiệm thức vấn đất vấn lý hồn sáng. Đại ban sang sang khu phục vụ đây là sau bật tông chẳng đại dựng nhập ná xin chiếng smartphone, nâng bố trọ sang cái xây cân phí nâng chẳng đại cảnh. Còn năm xây tố xâm xôn có ban phương ngâm, chốt nâu ẩm nói rồi bỏ ai ở đâm đất hồn mà nếp, nâng lục kiểm tiêu, bệnh chân mì mong ổn thăm bằng thêm đồn miên ổng co 20kg, mi rụp tiếng xâm phí rịa pra prác nông tiệp bái đời chỉ chăn chân năng, sạp rịa chăn đáy, nâng xâm phí rịa phim phê nhảy tiết, rụp tiếng thay vật cá, bố chân nguồn phòng đài. Thái phòng phòng thông, nhóm bồn rật thát, phơ xích ở đây, rìa cả.